Đây lần đầu tiên con ăn bánh ướt đúng không? Dạ. Ăn thử thế nào? Y chang. Bạn trước đây luôn. Bạn trước nha. Rồi giờ con thử con biết cái mùi vị thế nào. Được. Mùi vị giống mít khô mà nó mềm giống sầu riêng. À, chào mọi người, hai cha con muốn làm một cái kênh YouTube. Đùng một cái mùa dịch tới không có làm được, rồi ráng chờ tới ngày 15 tây, tính là ngày 15, 16 là hết cách ly thì bắt đầu mình có thể làm được kênh đó. Thì hai cha con mới tạo được cái kênh xong rồi bây giờ lại tiếp tục là chính phủ lại cho cách ly tiếp, đúng xui luôn. Mới tạo được kênh rồi chưa có làm được clip gì hết, hai cha con chỉ ở nhà thôi. Hôm nay mấy hai cha con được tặng một cái trái mít đó. Như từ đó giờ là con chỉ ăn mít khô, mít ráo không? Bây giờ có một cái trái mít là trái mít ướt. Mít ngày xưa ăn á, ngày xưa có mít ướt. Còn bây giờ không ai ăn mít đó nữa. Chỉ có mít ướt là không có ai bán rồi đó. Chỉ có ở dưới quê người ta cho thì mình có thôi. Chứ ở ngoài mà mít ướt ai mà bán? Không có ai ăn hết. Thì hôm nay mình sẽ khui cái trái mít nước ra cho có bạn nào mà chưa có biết cái trái mít nước như thế nào á thì có thể biết giờ biết nó luôn rồi cho con biết luôn. Con cũng không biết đúng không? Rồi nha, bây giờ mình sẽ đi khui trái mít nước nha. Khui vậy thì sao ba? Ăn thử thì biết. Giống như cũ ba. Rồi, để con đây để ba lấy cho mít. Đây là trái mít nước. Thấy chưa? Con nhìn thấy á, là con thấy nó bình thường, con thấy nó giống như trái mít bình thường con ăn đúng không? Nhưng mà nó hơi bị ăn. Con tưởng là nó giống như, con tưởng trái mít mà ngày xưa con ăn là mít ướt, không phải đâu. Trái mít này nó ốm hơn trái mít kia, nó dài hơn trái mít kia. Không phải, mít ướt nó ốm, nó dài, nó to gì đó thì là tùy trái thôi. Nó có thể là ốm, to, dài. Nhưng quan trọng như thế này nè. Cái trái mít mà, trái mít bình thường mình phải lấy dao, mình cắt đúng không? Cái trái mít ướt á, con coi nè, thấy chưa? Tức là không cần dao luôn. Nó rất là mềm, nó như vậy mới là trái mít ướt nè. Còn hồi xưa con ăn không phải đâu. Con chưa có ăn lần nào đâu. Đây, mãi rồi bà. Nó không có hư nha. Nó không có hư nha, mà tại vì nó là mít ướt như thế này. Đó, cái vỏ mình có thể xé là được luôn. Đó, dạ, đó là đây. Nhưng mà đây là cái muối. Đó, đây là cái vỏ. Thay vì mình phải lấy dao mình xẻ, con hiểu không? Thì bây giờ mình có thể về mình ăn luôn nè. Ủa, con làm được luôn nè. Con làm được luôn. Rồi bây giờ nè. Đây là lần đầu tiên Ken ăn thằng bé tên là Ken. Ken nha, rồi. Đây là lần đầu tiên con ăn mít ướt đúng không? Dạ. Ăn thử thế nào? Ê chay. Bạn chứ. Bạn chứ nha. Rồi giờ con thử con biết cái mùi vị thế nào. Được. Mùi vị giống mít khô mà nó mềm giống sầu riêng. Đó. Đó. Đây là lần đầu tiên Ken, bé Ken được ăn mít ướt. Rồi. Cho mọi người xem mít ướt thì mình không cần dùng dao. Mình dùng tay mình bóc ra cũng được. Nó mềm lắm, khi mà nó chín nó rất là mềm. Đúng rồi, cái loại này người ta gọi là mít ướt. Ok chưa? Tay nó ướt mà. Nó khi mà nó chín là nó mềm như thế này nè. Đó, mình có thể bóc cái vỏ ra. Rồi. Cái quan trọng là cái này ở ngoài không có bán. Hiếm lắm, mình ở đây mình đi vòng hết chợ là mình tìm không có chỗ nào bán cả. Mặc dù á là con ăn con nghe nó không có thơm, không có ngon mà mình mới thái đúng không? Nhưng mà cái quan trọng là không có người bán, chỉ lâu lâu mới có thôi, hiếm lâu lâu mới có. Nên mình ăn cho vui, với lại ăn cho biết. Để sau này người ta nói ở mít ướt thì con biết cái mít ướt này nó ra làm sao. Nó có nhiều người ta không biết cái mít ướt đâu. Đây là Ken lần đầu tiên Ken ăn nè. Ở nhỏ nhà ba được ăn chưa? Rồi. Rồi mọi người ủng hộ nhé, ủng hộ đi bấm subscribe, rồi follow gì đó, ủng hộ hay cho con. Con nói mọi người ủng hộ đi. Ủng hộ nha.